chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bữa nay like đồ bộ ha. Thấy comment mấy chị ra nè. Chào chị Hiếu Còi nha. Chào Thúy Hằng nè. Chào Trúc Linh Nguyễn nha. Mọi người chia sẻ giùm em hai trang cá nhân năm hội nhóm nha mọi người. Tiếp tục xả đồ bộ đồng giá 25.000 ha. Tiếp tục xả đồ bộ đồng giá 25.000 mọi người ơi. Còn một ít em sale cho hết luôn. Chị nào muốn giữ đơn ngày mai lựa đồ kiểu thêm á thì mọi người inbox cho em biết nha. Nếu mà nhiều người kêu giữ đơn thì em sẽ giữ, còn chỉ có một hai người thì thôi em tối nay em chốt luôn. Có ai muốn giữ đơn không? Tại vì ngày mai là em lai đồ kiểu, tối ngày mai em lai đồ kiểu. Chia sẻ được chốt nha mọi người ơi, chia sẻ giá 25.000 nha. Mọi người chia sẻ đi, chế độ công khai nó sẽ hiện lên người chia sẻ nha mọi người. Bộ giải bao đẹp luôn. Xả đồng giá cho mọi người 25.000 bộ. Đây. Ai lấy mẫu này chốt giùm em mã thổ cẩm. Mã thổ cẩm giùm em nha mấy chị ơi, 25.000 đồng giá. Chia sẻ bài được chốt. Nón. Cái nón. Biết cái nón không? Rồi, 25.000. Cảm ơn giùm em mã thổ cẩm. Thổ cẩm em còn được mấy bộ. Mọi người ơi, 25.000 có sai nha. Thổ cẩm mọi người chia sẻ bài được chốt. Theo dõi like nha, Ngọc Ly Ly ơi, thích mẫu nào cảm ơn mẫu đó. Rồi, ai lấy chốt mã thổ cẩm nè. Có ai lấy thổ cẩm không mọi người? Thổ cẩm ai lấy chốt nha, có mấy bộ thôi. Thổ cẩm em còn được 4 bộ, chị nào lấy chốt? Gì con? Chào Tường Vi. Không hết là 4 cây, 5 cây. Thổ cẩm 14 kg cho Kiều Kiều. Mọi người chia sẻ đồng giá 25.000 giùm em nha. Sale hết mọi người ơi, còn ít thôi, số lượng có hạn nha. Ủa thổ cẩm hết 14 kg rồi. Tất cả hàng bên em 8 kg trở lên nha Phúc Trọng ơi. 8 kg trở lên mặt mới vừa. Hết 14 kg à, ngang Kiều Kiều ơi. Chút lựa mẫu khác đi. Mẫu này em hết 14 kg rồi. Rồi ai lấy thì chốt nha. Thổ cẩm 25.000 mọi người ơi. Chia sẻ bài được chốt. Ưu tiên chốt cho những chị nào có thể lên người chia sẻ nha. Rồi em qua mã này. Mã này áo cũ yếm nè mọi người. Comment giùm em mã bi đi. Mã bi kèm size vô 8-15 kg mặt dừa. Mã bi em có size từ 8-15 kg. Trời mẹ bán đồ nha. Bi em còn 8-15 kg. Ai lấy chốt? Ai lấy chốt giùm em mã bi kèm size vô. Đồng giá 25.000 luôn. Thổ cẩm giờ còn 13 kg rồi. Ờ 12 kg á Kiều Kiều. 12 kg đổ lại. Đồ tay dài hả?
dài còn có mấy bộ à. Chia sẻ bài mới được chốt nha mấy chị. Rồi tay dài nè. Tay dài 35.000. Tay dài 35.000. Còn được mấy bộ nè. 11 12 kg. Cỡ 11 12 kg mặc mới vừa mấy chị ơi. Hết size rồi. Khoảng 11 12 kg nha, còn 4 bộ. Bi ai ai chia sẻ được chốt. Đây mã bi giùm em. Chị nào chia sẻ mới được chốt nha mấy chị ơi. Chia sẻ giùm em mấy chị ơi, mình nhắn vài nút chia sẻ đâu có tốn tiền đâu. Bi cho đơn nhung 15kg nè. Ngọc Nghi đổ hả? Chưa có gửi hàng cho chị. Tại thấy đơn chị có hình như có 3-4 bộ gì á. Đơn chị ít quá nên em chưa chốt. Đơn nhung nè. Bi chốt cho đơn nhung 15kg. Rồi ai lấy bi nữa chốt nha mọi người. Bi dễ thương nè. Áo cổ yếm nha. Đó, đồng giá 25.000 luôn mọi người. Ai lấy chốt mã bi. Bi em còn mấy bộ nè. Bi 25.000. Ai lấy chốt mã bi. Ai lấy comment em mã bi. Đầu dài tay hết rồi mấy chị. Tại nay xưởng nó chưa có hai bán lại đâu. Chưa có mai hàng lại. Nó không có hàng để lấy luôn. Nay ai cũng nghỉ dịch hết rồi, không có ai bán. Bi cho Thúy Hằng 9kg nè. Bi à, đồ bộ, tất cả bữa nay like đồ bộ hết, không có váy đâu. Chị nào mua váy thì em giữ đơn cho ngày mai lựa. Thúy Hằng nè. Theo dõi like nha mấy chị ơi. Mấy chị thích bộ nào mình comment mã đó giùm em ha. Tất cả là dường như đa số là 8kg, 9kg trở lên nha. Bi hồng hả? Bi vàng mới vừa bà Uyên Thảo ơi. Sỉ bằng giá lẻ nha Mỹ Duyên ơi. Bi 15kg hết rồi. Bây giờ còn xe nhỏ xíu à. Bà lấy vàng không? Lấy vàng thì ok nha Uyên Thảo. Đầu dài tay còn mấy bộ nè, 11 12 kg ai lấy chốt nha. Đầu dài tay này bộ pyjama á mấy chị. Size 11 12 kg, màu xanh, màu hồng đậm nè. Hồng cam nè. Đỏ nè. Pyjama dài tay quần dài 11 12 kg. 35.000. Rồi Bi không ai lấy qua mẫu nha. Còn một ít đồ bộ thôi, hết hàng rồi. Chị nào mua đầm xếp váy tối ngày mai vô. Em định là tối nay chốt đơn nhưng mà thôi ngày mai like đồ kiểu bữa nữa rồi chốt ha. Pyjama quần dài tay ngắn có mấy bộ nè. Còn có mấy bộ luôn. Pyjama quần dài tay ngắn em còn size 9 10kg. 11kg. 11 12kg bộ màu vàng, 9 10kg màu hồng với màu cam. 35.000. Sau nay ban đêm mạng yếu quá mấy chị.
Rồi 16 đến 18 kg ai lấy chốt giùm em mã lụa nè. Mã lụa giùm em nha. BMI vô quần dài tay ngắn là còn có 3 bộ em xả nốt cho mấy chị 29.000 thôi. 29.000 thôi. 90 kg. 90 kg hai bộ nè cho Hiếu còi nè. Còn có 3 bộ xả 29 luôn. Rồi còn một bộ 11-12 kg màu vàng. Còn một bộ 11-12 kg màu vàng ai lấy chốt nha. Rồi mã lụa này size 16 đến 18 kg mặt dừa. Quần ống rộng nè. Em có màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu cam. 4 màu. Mã lụa. Đức Minh lấy pyjama đúng không? 29. Đức Minh lấy là Nguyễn BB ơi. Hết luôn rồi. Rồi đầu bộ thì 25.000 nha mọi người. Đầu bộ thì đồng giá 25.000 mọi người, chỉ cần hiện lên người chia sẻ là được chốt 25.000 hết đồng giá. Rồi cái này ai lấy chốt? Mã lụa. Size 16 đến 18 kg mà vừa. Em còn hai cái áo khoác em xem mấy chị 19.000 ai lấy không? Áo khoác này cho bé nhỏ thôi, khoảng 8 đến 10 kg thôi. À còn 4 5 cái luôn nha mọi người, còn 4 5 cái luôn, còn màu xanh với màu xám lông chuột nữa. Xanh, xám, tím, hồng. Chị nào lấy màu nào comment nha, 8 đến 10 kg. 8 đến 10 kg mặt dừa. Đầu bộ thun mà tất cả là dường như vải nó nhiều loại vải lắm chị Vương ơi. Mình coi mẫu thích mẫu nào lấy mẫu đó. Khoác hồng cho Yên Thảo nè. Khoác 8 đến 10 kg thôi cho bé nhỏ thôi. Tại còn xe nhỏ em mới xeo lỗ gì chứ khoác đâu có khoác nào giá 19.000 đâu. Yên Thảo cái hồng nè. Em còn cái xanh với cái xám lông chuột nữa nha. Khoác cho Đức Minh nè. À để em kiếm 11 kg cho Đức Minh nha. Đây khoác nè, còn mấy cái nè. Rồi 11 kg không vừa rồi. 8 đến 10 kg thôi. Này cỡ 8 đến 10 kg có cỡ rồi mấy chị ơi. Rồi em còn hai cái tím nè. Một cái xanh nè, một cái xanh lá nè. Hai cái màu xám nè. À một cái màu đen, một cái màu xám nè. Xám cho Đức Minh nè. Hết hồng rồi lấy tím thôi em. Nguyễn BB lấy tím với màu gì đi. Xám cho Đức Minh nè. 19.000. 8 đến 10 kg thôi, tại còn xe nhỏ nên em sale rẻ cho mấy chị 19.000 về mặt đã luôn. Xanh ngọc, xanh này đúng không? Hiếu còi nè. Hiếu còi lấy rồi. Nguyễn BB ơi. Bà lấy xanh lá hoặc đen hoặc tím đi Nguyễn BB. Xanh lá, đen, tím. Hiếu còi lấy rồi. Nguyễn BB lấy màu khác đi. Ờ về lấy tím phải không? 19.000 một áo mấy chị ơi. 19.000 rẻ bèo luôn. Rồi còn ba cái cuối cùng nha, có chị nào lấy thì chốt. Áo có hai lỗ tai dữ luôn. Màu tím nè. Màu xanh nè. Đó còn ba cái nha.
19 ngàn thôi. Khoảng 8 đến 10 kg là mặt dừa. Và bộ sọc này em còn có một bộ 13 14 kg đó, rồi 15 kg. Chị nào lấy chốt mã sọc vàng. Đồ bộ đồng giá 25 ngàn. Khoét xanh nè, 8 đến 10 kg thôi mấy chị. Ngày mai like đồ kiểu nha Ái Hằng ơi. Body hình như cũng còn. Ngày mai xem. Sọc vàng cho Thanh Thúy nè. À, áo khoác này xịn hơn nè. Áo khoác này 11 12 kg. Áo khoác này em sale cho mấy chị 29 ngàn. Em còn một cái 10 kg và một cái 11 12 kg. Cộng anh mã 29 giùm em, mã 29 kèm số ký vô. 29 10 kg hoặc 29 11 kg nha. Hồng Ly lấy gì? Khoác 29 hay 19 à? Im cho mẹ bán đồ. Hồng Ly lấy 29 hay 19 à? 19 nó có 8 đến 10 kg thôi á Hồng Ly ơi. Xanh chuối 19 cho Hồng Ly. Tiêu ơi, về bản chơi đi con. À, Hồng Ly nè. Rồi ok Hồng Ly. Rồi mã 29 11 kg. Chốt cho Nana. Nana nè. Rồi. Rồi mã 29 hết. 29 10 kg cho Thảo Duy. Ê. Đứa nào nói chuyện hả? Tao mai cái mỏi là hết. Thảo Duy nè. Đó. Cái đen 19. Rồi còn một cái tím 19 cuối cùng, chị nào lấy không? Đen 19 cho Nguyễn BB nè. Rồi còn một cái tím 19 cuối cùng mấy chị. Mua tặng cho cháu cũng được, có 19 ngàn à. Quá đẹp luôn, còn một cái cuối cùng. Rồi em qua mã này. Đầu bộ thì đồng giá 25 ngàn giùm em, chị nào có chia sẻ được chốt. Rồi em qua mã này cho mấy chị. Chị nào lấy chốt mã caro giùm em. Hết rồi Chi Vương ơi. Hết rồi. Rồi mã caro kèm size vô 8-15kg mạt dừa. Caro em có màu xanh ngọc, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Rồi caro, để em coi size á. Mấy chị comment size đi em coi còn em lấy cho. Giờ không biết còn size bao nhiêu luôn. Đẹp lắm nha mọi người ơi, caro. Đồng giá 25 ngàn, Minh Khang tím 19 nè. Ok Minh Khang nè. Caro cẩm tiên 15 kg. Chị nào lấy caro lên size em chọn cho. Đồng giá 25 ngàn hết. Mọi người chia sẻ là được giá 25 ngàn hết nha. Cẩm tiên
kêu kêu. Kèo kèo Thanh Quỳnh. Thúy Hằng. Chín, 12, 15. Nguyễn Diệu. Đi qua bển chơi. Đi nè. Rồi Nguyễn Diệu xong. Đồng giá 25.000 chia sẻ bài nha Như Võ ơi. 10kg cho Hiếu coi. Thanh Quỳnh lấy rồi. Ngày mai chưa soạn nha Minh Khen ơi. Chừng nào soạn xong em nhắn tin. Đầu bộ 16kg có nha Tiên Nguyễn ơi, theo dõi like. Rồi caro còn 3 bộ, còn chị nào lấy không? Còn 3 bộ rồi mấy chị. Còn một bộ 15kg nữa nè. Còn một bộ màu hồng 15kg ha. Đó, tầm 13 đến 15kg là mặt dừa. Và hai bộ màu xanh 11, 12kg. Đơn trước đi rồi, đơn sau để tối nay em chốt luôn. Ngày mai lại bữa nữa đi rồi chốt. Hai bà nào muốn chốt thì tối nay em chốt. Còn ai muốn giữ đơn mai lựa thêm thì bà báo em biết nha. Giờ mấy chị muốn em giữ đơn ngày mai lựa thêm hay là mấy chị muốn chốt? Ai muốn giữ đơn comment cho em chữ giữ đơn nha. Đặng em biết coi hả, số lượng nhiều thì em giữ đơn, còn hả không ai muốn giữ đơn thì tối nay chốt luôn. Hồng cho Yên Thảo nè. Rồi còn hai bộ 11 12kg màu xanh nha. Giữ đơn mai chốt tiếp không? Yên Thảo này là một người rồi. Còn mấy bà kia sao? Cái mẫu này tôi còn size lớn nè. Cái mẫu này 29.000. Mẫu này 29.000. Chốt Trúc Linh Nguyễn có đủ đơn đâu chốt. Rồi đa số là kêu giữ đơn. Vậy ngày tối ngày mai mọi người vô lựa đồ kiểu một lần nữa rồi em chốt nha. Mọi người tối ngày mai vô 7 giờ vô lựa đồ kiểu. Rồi bữa nay em like đồ bộ, rồi tối mai like đồ kiểu, bữa là chốt hết, không có giữ đơn thêm nữa nha.
Tại nay gửi hàng lâu lắm, nay gửi hàng khoảng 10 đến 30 ngày mới tới, cho nên mọi người tranh thủ chốt đặng mình có hàng mình mặc, chứ cứ kéo dài là nó sẽ lâu dữ lắm. Cam em còn 25kg và xay 8kg. 8kg chốt cho chị Uyên Thảo. Phải không ta? Mới thấy Uyên Thảo rồi. Ừ, cam 8kg cho Uyên Thảo nè. Rồi em còn bộ cam 25kg có ai lấy không? Còn một bộ cam 25kg. 8kg của Uyên Thảo rồi. Còn một bộ cam 25kg. Còn một bộ cam 25kg. 23 tiếng mặc được luôn. 29 nè. Cam 25 cho Yên Thảo luôn. Cái này hàng xịn xốp cho nên là em sale với chị 29 nè. Rồi em còn màu xám. Màu xám em có size còn mấy bộ nè. Xám 8kg, 25kg, 23kg, 9kg. Nghe em đọc số ký nha. Hót ra vô lại là hết đó, Nguyễn Diệu. 12kg. 8 em còn 8kg, 9kg, 12kg và 23, 25kg. Ai lấy chốt mã xám kèm size vô. Y vậy luôn mà khác màu thôi mọi người. Ai bị ẩn comment mình thoát ra mình vô lại là bộ đỏ còn 12kg nè. Nó y vậy luôn, nó không khác miếng nào, có một kiểu màu mà khác màu thôi. Xám 9 với 12kg nè. Cho Nguyễn Diệu nè. Rồi ai lấy nữa chốt. Rồi ai lấy nữa không? 9, 12kg nha. Ủa lộn, 8 với 9kg. 12kg hết rồi. 8, 9kg và hai mấy ký. Bộ này cũng 23 đến 25kg. Trắng đỏ. Rồi qua mấy hàng 25 ngàn ha. Giờ qua hàng 25 ngàn. Áo trắng quần đỏ nó size lớn luôn chị, khoảng 23 24 kg rồi, 25 kg. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, ai lấy chốt em mã chuột nè. Mã chuột em còn size 9 kg, 11 kg, 10 kg. 8 kg. Từ 8 đến 11 kg mã chuột. 8 đến 11 kg mã chuột em ở Tây Ninh nha mấy chị ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em đồng giá cho mọi người là 25.000. Chuột 9 kg chốt cho Thanh Quỳnh. Mười một ký cho Nana. Mười
10 kg cho Hiếu coi. Rồi em còn 8 kg, ai lấy không? Còn có bộ 8 kg à. Theo dõi là nha Nguyễn Cường ơi. Em có đọc say nè, thích mẫu nào còn anh mẫu đó. Rồi bây giờ em còn 11 kg. 10-11 kg màu hồng này đuổi nè. Đuổi dây nè mọi người, dễ thương chưa? 10-11 kg màu hồng, 12 kg màu xanh, 8-9 kg màu hồng cam. Rồi còn có 3 bộ thôi. Mỗi mẫu còn mấy bộ à mẹ, mọi người nhanh tay để hết á. Thì sự là không có hàng để bán luôn. Nay là xưởng nó chưa có may lại đâu, chưa có ai làm lại hết mọi người ơi. Bây giờ người ta lo trốn dịch hết rồi, không có ai bán lại đâu. Không có xưởng may nào mở hết. Giờ còn gì em bán đó chứ, giờ không có hàng để bán. Ở trong miền Nam là nghỉ hết rồi. Rồi 8 kg 3D, 8 kg 3D, 12 kg xanh cho Trần Tuyết. Đuổi hồng cho Minh Khang. Còn có bộ lấy đỡ bộ nha Nguyễn Diệu. Rồi hết rồi, đuổi hết. Bây giờ còn bộ 3D 8 kg, ai lấy chốt mã 3D. Không, áo lẻ không có like nha Hiếu coi. Rồi 3D nha, 8 kg mặt dừa, 10-11 kg, 8 kg và size 10-11 kg. 3D 8 kg, 3D 10-11 kg. Còn 2 bộ cuối cùng. Nè cái này hàng shop nè 40.000. Hàng này 40.000, em sale với chị 29 luôn nha. Ai lấy chốt giùm em mã Mon Doraemon 10 kg. Đuổi hết. Đuổi hết rồi chị ơi. Còn bộ 3D 8 kg ai hốt không? À đuổi còn mẫu khác nè. Đuổi nè, 8-9 kg màu xanh, 10 kg màu hồng, 8-9 kg xanh, 10 kg hồng, 16-17 kg 10 bộ. Theo dõi like đi. Theo dõi là bây giờ có không biết còn đủ 10 bộ không. Là vào Hồ Chí Minh được chưa? Hồ Chí Minh chưa giao nha mọi người. Doraemon cho Hiếu coi. Bộ Doraemon giải bao đẹp luôn. Hàng xịn mà. 9 kg. 9 kg màu xanh nè. Thúy Hằng nè. Mười ký màu hồng cho chị Đạt Trần. Đạt Trần nè, có đơn em bút sơn thợ địa chỉ trong tin nhắn nha. Chia sẻ bài đồng giá 25.000 chị ơi. Mọi người theo dõi like dùm em đi chứ giờ em không biết còn say mọi người comment không nữa. Rồi cái này. À hồi nãy hình như à còn bộ 9 kg màu vàng nhờ đuổi dây nè, ai lấy chốt mã vàng 9-10 kg mã dừa luôn nha. Còn em mã vàng giùm em. Hồi nãy em có like cái size 10 mấy ký đâu rồi. 18 kg. Hồi nãy em có like một ri 18 kg. Đây. Vàng cho chị Đạt Trần nè. Vàng cho Đạt Trần. Mọi người ráng chịu cực theo dõi like, nhặt like giùm em đi.
đây đây 16 chị nào mà khoảng 16 đến 18 kg mẹ dừa mẫu này nè. Ai lấy chốt mã lụa 16 đến 18 kg. Mọi người ráng nghe rõ số ký để mình lấy nhầm nha. 16 đến 18 kg mã lụa giùm em. 25.000 đồng giá, mọi người chỉ cần nhắn chia sẻ bài. Màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu cam. Nãy 3D chốt ai quên rồi, hình như của nãy em đọc tên ai quên mất tiêu rồi. 3D hồi nãy của Minh Khang, 3D hồi nãy của Minh Khang. Rồi 16 đến 18 kg mà dừa nè. Bà nào lấy chốt nè. Tiên Nguyễn ba bộ nè. Xe lớn hiếm lắm nên ai coi ai bé xe lớn tranh thủ lấy. Rồi Tiêu Nguyễn ba bộ. Có 25.000 bộ rẻ lắm mọi người ơi. Bà nào tên Hiền comment lại nè, sao không thấy cái tên nè. Thấy được có chữ Hiền không à? Hồng, xanh, vàng, Hiền. Hiền gì đó. Comment lại. Diệu Hiền hả? Tên gì á? Comment lại sao không thấy cái tên. Còn cam với xanh thôi. Còn cam với xanh size 16 đến 18 kg. Diệu Hiền đúng không? Ok Diệu Hiền nè. Có đơn inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn giùm em nha mấy chị. Ok Diệu Hiền. Diệu Hiền hai bộ lấy đỡ hai bộ đó đi. Rồi bộ bi nè. Bộ bi đẹp lắm mọi người ơi, bi giải đuổi luôn. Bi size nhỏ nha, bi size nhỏ. Bi em còn 8 kg, 9 kg. 15 kg. Bi. Và size 10 kg. 10 kg lấy giùm em màu trắng nha Đạt Trần ơi. Màu xanh không dừa. Dương Thảo nè. Dương Thảo. Dương Thảo nè. À, Kiều Kiều nè. Rồi còn bộ 9kg màu xanh cuối cùng. Còn bộ 9kg màu xanh. Cẩm Tiên lấy không? Cẩm Tiên lấy ok. Lâu rồi mới thấy. Mới like lại có mấy ngày à, bữa giờ nghỉ dịch không mà heo sữa ơi. Cẩm Tiên ơi còn có bộ 9kg lấy không? Lấy ok nha. Lấy ok giùm em nha Cẩm Tiên ơi. Rồi bộ này 18 đến 20kg. Ai lấy chút mà cúc vàng. Cúc vàng 18 đến 20kg. Để em bộ beo 9-8kg. Beo 8kg à. Cúc chốt cho Diệu Hiền. Bà Cẩm Tiên không trả lời vậy chốt cho Nguyễn Diệu bộ bi á nha. Cẩm Tiên ơi đâu rồi? Ừ, viết hết mực.
chốt cho bộ 9 kg cho Nguyễn Diệu. À, Cẩm Tiên ok rồi nè. Cẩm Tiên ok rồi. Cẩm Tiên. Rồi, thấy rồi. Rồi ok, beo cho Dương Thảo nè. Dương Thảo nè. Rồi còn còn hai bộ bóp đeo hết rồi chị Thảo Di ơi. Rồi hai bộ bóp 16 đến 18 ký mẹ vừa. 16 đến 18 ký còn hai bộ bơm bóp, mai lấy chốt mã bóp. Mọi người mua hàng chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi, em xả có 25 ngàn mọi người không chia sẻ bài buồn hết sức luôn. Rồi 16 đến 18 ký mã bóp nha, còn hai bộ. Mã bóp. Bóp cho Cẩm Tiên. Nguyễn Bibi lấy bộ nha. Rồi, người bộ. Rồi mã này nha mọi người. Cảm ơn giùm em mã dây đi. Mã dây. Dây em có size 9 kg màu hồng. 12 kg màu nâu. 10 kg màu nâu. Bớm em hết. 15 kg màu nâu. Cái này vải đuổi luôn nha mọi người. Màu nâu 15 kg, nâu 10 kg, nâu 12 kg, hồng 8-9 kg. Dây 15 cho Diệu Hiền nè. Nana ơi, hết 11 kg nha. Em lấy cho chị 12 kg luôn nha Nana. Nana nè. 9 kg cho Đạt Trần nè. Cho Đạt Trân 10 kg, còn bộ 10 kg màu nu ai lấy chốt mã nu. Rồi cái này em còn có một bộ size 10 kg, ai lấy chốt giùm em mã cô gái nha, mã cô gái nha mấy chị. Còn một bộ 10 kg, cô gái 10 kg. Rồi bộ này size lớn 16 đến 18 kg ai lấy chút mã dâu. Dâu 16 đến 18 kg còn hai bộ. Nu cho Nguyễn Diệu. Dâu chốt cho Diệu Hiền. Rồi dâu còn bộ ai lấy không? 16 đến 18 ký. Dâu cho Tiên Nguyễn. Cô gái 10 ký có ai lấy không? Cô gái 10 ký có ai lấy không mấy chị? Rồi bi em còn mã bi nè, em còn 8 ký màu đỏ, 9 ký màu xanh. 11 ký màu xanh. Mã bi nha, quần váy nè.
bi 11 ký xanh, 9 ký xanh, 8 ký đỏ. Bi hình như bữa Thanh Quỳnh có lấy chưa đó. Ráng nhớ nha để bắt công trùng mẫu đó. Cái bộ này em còn bộ 29.000 nè mấy chị, còn nè. 9 ký cho Thanh Quỳnh. Thanh Quỳnh lấy rồi Hiếu Còi ơi. Rồi cái mẫu 29.000 nè. Còn size 8 ký và 12 ký. 29.000. 8 ký và 12 ký nha. Ồ bộ này đẹp nè, size lớn nè mấy chị. Cái này size lớn nè. 16 đến 18 ký là mặc vừa nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã dây kèm màu vô. Mã dây nha cho bé lớn 16 đến 18 ký. Có màu xanh lá, màu hồng phấn, hồng đậm, hồng cam. Xanh ngọc. Đỏ còn bộ. Xanh dây chốt cho Tiên Nguyễn nè. Tiên Nguyễn bộ xanh nè. Size lớn nè mọi người, 16 đến 18 ký nè. Đỏ nè, xanh ngọc nè, hồng đậm, hồng cam với lại xanh lá. Nguyễn Quỳnh Trâm. Nguyễn Quỳnh Trâm nè, bộ pin nè. Số điện thoại thì chỉ bà em bút trong tin nhắn giùm tôi nha. Rồi ai lấy này chốt nha mấy chị. 16 đến 18 ký mã dây. Ba đê còn mấy bộ nè. Mọi người theo dõi like đi, số ký còn lộn xộn tùm lum. Rồi cái này 3D này còn 8 đến 12 ký mọi người. 8 đến 12 ký. 3D còn 8 đến 12 ký. 3D 8 đến 12 ký. Cái bộ pin này tôi còn size 25 ký màu xám. Màu trắng đỏ. Xám với lại trắng đỏ. 3D 11 ký với Thảo Duy. Ký cho Quỳnh Trâm. Rồi còn ai lấy không? Pin 25 ký, bà lấy màu nào ạ? Tiên Nguyễn, bà lấy màu xám hay màu trắng đỏ? Màu đỏ hay màu xám? 25 ký còn hai bộ nè. Hai màu. Bà nào 8 ký lấy bộ màu tím đẹp nè, màu tím 9 ký chứ. Bộ màu tím 9 ký nè.
cho Tiên Nguyễn. Tím chín kế cho Đạt Trần. Rồi cái này em còn có hai bộ. À còn nhiều. Rồi mã bi này có size 15kg đổ lại mặt dừa. Mã bi nha. Bi 15kg đổ lại mặt dừa. Bi. Mã bi kèm size vô. 8-15kg. Bi 8-15kg. Thúy hàng 10kg. Quỳnh Như 10kg. Hết 10kg rồi, bây giờ còn 9 hoặc 12kg Quỳnh Như ơi. Giờ bà lấy 9 thôi, 12. 11kg. Thảo Duy. Mười lăm ký còn màu cam thôi, hết màu đỏ. Màu đỏ có 9kg à. Dương Thảo ơi, 8kg em còn màu xanh. Cho Quỳnh Như nè. Rồi ai lấy nữa không? Ai lấy nữa chốt nha mọi người. Qua mẫu đó. Bộ dâu cam cho Kiều Kiều. Cái bộ dâu 16-18kg nè mấy chị. Dâu xanh, ai lấy chút mã dâu xanh. 16-18kg. Rồi 3D này khoảng 11-12kg. 3D 11-12kg. Ba D 13kg màu vàng. Cô gái 12kg. Nana nè. Rồi bộ này 13-15kg mạ dừa. 13-15kg mã hồng đậm. Mã hồng đậm. Cô gái cho Thảo Duy nè. Rồi 11kg mã chuột. 11kg mã chuột.
hồng đậm cho Nguyễn BB. Quỳnh Trâm 12 kg. Quỳnh Trâm Nguyễn. Rồi mã chuột 11 kg. Rồi mẫu này ai lấy chốt thì em mã thổ cẩm. Thổ cẩm nha mấy chị. Biết còn xay nhiêu đây. 12 kg là em treo móc. 12 kg, 10 kg màu xanh, 12 kg màu đỏ, 11 kg màu xanh, 10 kg xanh, 11 kg xanh và 12 kg đỏ. Hết 8 kg rồi. Còn có 3 bộ cuối cùng. Chuột 11 kg cho Quỳnh Trâm nè. Quỳnh Trâm Nguyễn nè. Còn có 10 kg trở lên Dương Thảo ơi. Hết 8 kg rồi. 10 kg màu xanh, 11 kg xanh. Nana 11 kg nè. Mười hai ký nè. Hiếu Còi. Rồi còn 10 kg nha. Còn có một bộ 10 kg à. À còn bộ hồng nữa. Trời ơi còn bộ hồng. Hai bát đài đèn em. Còn 13 đến 15 kg màu hồng. Chị nào khoảng 13 đến 15 kg màu hồng vừa nè. 3D xe lớn hai mấy ký phải không? 3D xe lớn là có đăng hình trong trang á Nguyễn Quỳnh Trâm. Cái này cho ai quên rồi. 12 kg. Hiếu Còi. Rồi bà nào 13 đến 15 kg em còn bộ thổ cẩm màu hồng. Chị nào 3D khoảng 23 đến 25 kg mình vô trang lựa hình giùm em. Rồi em bút ha. Em đang xả là 10 bộ là 350. 5 bộ 185.000. Còn nếu mà lấy dưới 5 bộ thì giá 40.000. Mấy chị vô trang lựa nha, em có đăng hình tất cả mẫu có là em đăng vô trang hết. Rồi cái bộ này. Bộ này 35.000 mọi người ơi, 23 kg mà vừa. 35.000 size 23 kg. Chị nào lấy chốt giùm em mã chuột lớn. Chuột lớn nha còn bộ à. Đúng rồi, em đang like là giá 25.000. Diệu Hiền chuột lớn nè. Tại vì size nhỏ nó sẽ rẻ hơn size lớn mấy chị. Nè cái này size lớn nhưng mà giá rẻ nè. Cái này thun lạnh nè. Này mặt mát lắm nè. Cho bé 25 kg em đang cầm. Ai lấy chốt mã xanh ngọc 25.000 luôn. Xanh ngọc. Còn cái áo sơ mi size 19.000, size 8 kg mà vừa. Cây nhỏ bao la. Xanh ngọc cho Nguyễn BB. Cái mẫu xanh ngọc đó hình như em còn mấy bộ rồi. À, còn màu hồng nữa nè. Cái mẫu xanh ngọc còn màu hồng nè. Ai lấy chút mã hồng 25 kg. Rồi cái này có size từ 8 đến 15 kg nha. Chị nào lấy chút mã 1 kèm size vô.
thun lạnh 2 giây không có. Rồi 8 đến 15 kg, comment giùm em mã 1. Hồng chốt cho BB nè. Rồi mã 1 có xay, còn đủ xay luôn mọi người ơi, lấy lên xay nè. Mã 1. Mã 1 Diệu Hiền 15 kg. Chị nào có đơn mình nhớ bút số điện thoại địa chỉ giúp em cái nha. 11 kg cho Nana nè. Nhớ em bút số điện thoại địa chỉ là được. Ngày mai tối ngày mai em lai đồ kiểu đầm xếp váy xong rồi em chốt đơn hết. Dương Thảo 8 kg. Kiều Kiều 14 kg. Thí 14 kg. Hiếu Còi 10 và 13 kg. Nay hàng đi rất là chậm, có thể từ 10 đến 30 ngày mới tới cho nên mọi người trừ hao số ký nhiều nhiều vô. Rồi Hiếu Còi. Rồi bây giờ còn 12 kg. Cẩm Tiên 10 kg. Hết rồi Cẩm Tiên ơi, giờ còn 19 kg và 12 kg. Hết rồi Thu Hà ơi. 12 kg màu hồng cho Trần Tuyết. Hết 14 kg luôn Nguyễn BB ơi. Có thấy bà comment sao rồi? Không, thành phố tạm thời em không có nhận hàng nha chị Thương Kiều Ngọc ơi. Không, mạng của bà sao kỳ vậy Yên Thảo? Ngày nào cũng vậy hết vậy. À em còn một bộ 35 ngàn nữa nè. Bộ 35 ngàn giải đẹp hơn nha mọi người, tiền nào của nấy à. Đó, bộ 35 ngàn size 23, 24 kg là được luôn nè, roi roi chắc 25 kg luôn. Bằng cái bộ hồi nãy chị nào lấy qua rồi. 35 ngàn size lớn nè, ai lấy chốt 3D. Rồi cái này 29 ngàn size 20 kg. 29.000 mã dịch, 20 kg mã dừa. Mã dịch giùm em. 20 hay 2 kg luôn. Bộ 35 cho bé Ri. Bé Ri inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn nha. Chín dịch cho bé Ri. À còn beo nè. Nãy bà nào kêu lấy beo quên rồi. Beo size 10 đến 12 kg. Em còn một bộ 10 kg, một bộ 12 kg mã beo. Để ngày mai tôi like bữa nữa rồi tôi chốt hết luôn.
Bà nào có đơn ngày mai tối mai vô đi, lai bữa nữa rồi chốt hết luôn. Eo 10 kg cho Thanh Quỳnh. Mười hai ký cho Thảo Duy. Ba D 18 kg, 25 ngàn luôn. Ba D 18 kg, 25 ngàn luôn. Bộ này đẹp mà bán hết rồi, còn có một bộ nè. Ai lấy chốt mã xanh 11-12 kg. Mã xanh nè, dễ thương chưa, cái kiểu rất là đẹp luôn. Quần ống rộng nè, xanh 11-12 kg. Ba D 18 kg chốt cho bé Ri. Xanh 11-12 kg có ai lấy không? Rồi cái mẫu này là 29 ngàn nha mọi người. Đây, bộ màu vàng Chanel này 29 ngàn. Đó, size 9 kg mà vừa. 9 kg mã vàng, ai lấy chút mã vàng. Xanh cho BB. Vàng 29 ngàn. Có trắng nữa nè, trắng 9 kg luôn, trắng 9 kg luôn nha mọi người. Vàng cho Thanh Quỳnh. Ôi vàng bé Ri, bé Ri nick ảo hay gì ta, sao số ký nào cũng lấy hết à, đừng có bơm em nha. Bơm tội nghiệp em nha, ai lấy số ký tùm lum sao ớn ớn quá. Bé Ri nè, vàng bé Ri. Thanh Quỳnh lấy trắng nha, lấy không? Có nghe số ký không mà bé Ri lấy tùm lum à? Vậy hả, ba đứa hả? Tưởng đâu không nghe số ký lấy đại chứ. Rồi 9 ký nè, màu trắng, ai lấy chốt 9 ký? Ờ, chốt trắng. 3D hả? 3D chắc hết rồi, 3D ít lắm. 3D 18 ký được không? Ngọc Dung còn bộ nè. 25 ngàn. Không, bé Ri comment trước. Trước xong mới tới bà đó Thanh Quỳnh. Có xanh nữa nè. Chờ neo em còn màu xanh còn say nè. Chờ neo còn màu xanh có say nè mọi người. Chờ neo ai lấy chút xanh đi, mã xanh kèm say vô. Có 18 kg nữa nè, 17 kg chứ. Cái này cỡ 17 kg, rồi rồi 18 kg mà được luôn. Ba D cho Ngọc Dung nè. Đâu rồi, ba D quăng đi đâu rồi? À, Ngọc Dung nó bả hỏi để cho bả đi chị Diệu Hiền. À, đâu rồi? Xanh có ai lấy không? Không lấy qua mẫu nha. Xanh em còn nè, giống y như bộ Chanel vàng với trắng nè. Rồi bộ này em còn hai bộ nè, bộ này mặc dễ thương vô cùng luôn mà. Còn một bộ 10 kg, một bộ 11 kg. 10 kg màu vàng, 11 kg màu hoa tím nè. Tiền Giang có ship nha chị bé Ri ơi. Có ship nha, trừ thành phố Hồ Chí Minh ra thôi. Những tỉnh khác là huyện nào mà bị nặng nhất là mới không ship thôi, còn bị ít ít là vẫn ship bình thường hết ha. Chị nào ví dụ như chỗ mình dùng đỏ bị nhiều á, mình đừng có đặt hàng. Còn trừ thành phố ra thôi, thành phố là thành phố cũng gửi được, nhưng mà tùy tùy theo phường, tùy theo quận á mấy chị. Nhưng mà
nó rất là chậm, cho nên em thôi em không ship luôn cho rồi, nó chậm lắm, nhiều khi gửi 2 tháng chưa thấy hàng nữa, thôi gửi hàng vậy nghe nó nản lắm. Ủa nơ không ai lấy hả? Bộ nơ dễ thương không lấy hả mấy bạn? Nơ 10kg và 11kg nha. Đây cái này xe nhỏ nè, tôi thấy mấy bà phái xe nhỏ hơn đúng không? Rồi cái này còn xe nhỏ thôi, 8-12kg. Comment giùm em mã 2 đi. Mã 2 8-12kg. Mã 2 8-12kg có màu đen nữa nè. Màu xanh nè, màu đỏ đô nè, màu vàng nè, màu hồng nè. 8kg mà lấy màu đen được không Nguyên Thảo? Còn màu đen, màu vàng. 8kg còn màu đen, màu vàng á, bà lấy màu nào comment nha. Còn hai màu nè. Thích màu nào? Còn đen với vàng thôi à. Vàng đi rồi, ok. Mười ký cho Hiếu coi. Rồi qua mẫu nha. Rồi cái này size lớn nè. Cái này size lớn. Em có size khoảng từ 16 đến 20kg mà vừa. 16 đến 20kg nha mấy chị. Comment giùm em mã lụa. Mã lụa còn có mấy bộ thôi. 16 đến 20kg có size. Mã lụa. À, bộ hồng này sale 25.000 luôn. 15kg. Ủa. Trời ơi. Ừ, 15kg mặt dừa. 15kg mặt dừa 25.000 mã hồng. Hồng 15kg. Lụa xanh, cam, đỏ, vàng. Ngọc Thu. Ngọc Thu ơi, 20kg em còn có 3 bộ à. Lấy đỡ 3 bộ nha. Mọi người mua hàng chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Tại vì em xả có 25.000 mọi người phải chia sẻ bài giùm em nha. Đâu coi ai nữa. Bé Ri. Hết hồng rồi bé Ri ơi. À hồng rồi, lấy hồng rồi. Bé Ri lấy hồng Adidas đúng không? 15kg. 25.000. Dây 25kg. Có chị Linh Quỳnh ơi. Ủa mà còn có bộ à.
25kg em còn nè, 29.000. Còn màu xám và màu đỏ nha, xám và đỏ. Còn bộ đỏ 12kg nữa nè mấy chị, đỏ 9kg nữa nè. Hồng 15 có người lấy rồi. Em có hồng không chị mạng yếu? Hồng chốt cho bé Ri rồi. Ngọc Dung ơi, có một bộ rồi mấy chị, bộ hồng đó em còn có bộ rồi hết rồi. Rồi ai lấy dây lớn này không? Dây này em có size 8kg, 9kg và 25kg. Có 3 size nha. Lấy 2 bộ Linh Quỳnh nè. Em có hàng 3D 25kg. Em có đăng hình trong trang á. Chị nào mua 3D size lớn thì vô trang coi hình giùm em. Vuốt vừa vuốt xuống dưới xíu là có thấy. Còn không chốt xong like em đăng hình lại cho. Rồi dây ai lấy chốt nha. Còn 3 bộ lụa 16-18kg. Màu vàng, màu cam, màu đỏ. Dây 8kg màu đỏ. Dây màu đỏ còn 2 bộ size nhỏ nè. 8kg màu đỏ cho bé Ri nè. Màu đỏ với màu xám còn. Còn 12kg được ông Đạt Trần ơi. Số điện thoại địa chỉ mình em bút trong tin nhắn nha chị. Còn bộ dài tay 35.000. Ủa này cục tay ta. Cục tay nha, 11kg mạc dừa nha. 35.000. 11-12kg ai lấy chốt giùm em mã pyjama. 35.000. Còn nhiều đồ lắm, mọi người theo dõi like đi. Đây lụa 16kg nè. 16-18kg là mạc dừa. Còn đúng 3 bộ nè. Cam đỏ vàng. Cam đỏ vàng có 25.000 lấy liền 3 bộ luôn chị ơi. Size lớn ít lắm, size lớn có mấy mẫu à. Rồi còn một bộ đuổi 9kg nè. Đuổi hồng 8-9kg. Pyjama cho Nguyễn Bibi nè. Đồ 25kg cũng có nha bé Ri. Theo dõi like đi. Nguyễn BB. Bà nào mua đồ kiểu thì tối ngày mai 7 giờ vô nha. Mai like đồ kiểu lần nữa là chốt đơn hết nha, không có giữ đơn. Còn bộ 3D nữa nè, ai lấy không? Size 18kg. Còn bộ 3D 18kg nè, 25.000 luôn. Bộ cam thể thao nè. 20kg. 20-22kg ai lấy chút mã cam. Cam 29. 3D cho bé Ri nè. Cam cho Hiền Trang nè. Bộ đuổi đẹp lắm, không ai lấy à. Cái này nó bị lỗi nha mọi người. Nó gửi em lộn cái quần nhỏ xíu. Cái áo thì chà bá. Chị nào bé lớn lớn lấy cái áo về mặc.
này em tặng nha. Chị nào lấy chốt mã tặng giùm em. Còn bao nhiêu em mã tặng. Tặng cho bé Ri. Gỗ luôn. Cái này nhỏ nên sale 10.000 luôn. Size khoảng 7-8kg thôi. Bà nào bé nhỏ nhỏ lấy chốt cho 10.000 bộ này thôi. Đó. Có 2 bộ nè. Comment mã 10k. Size 7-8kg. À được 3 bộ nè. Pyjama còn cả đống mà tưởng hết. 10k cho ai đây? Bé Ri, Quỳnh Giàu. Bé Ri, Quỳnh Giàu. Dương Thảo. Rồi hết có 3 bộ à. Trời ơi, bộ Adidas size lớn nè, 18 đến 20 kg nè. Bộ này Nike chứ, chữ Nike. Còn bên giùm em mã cam nha, 25.000 luôn. Cam 18 đến 20 kg. Đỏ nè, đỏ còn một bộ 18 20 kg. Một bộ 22kg. Đỏ Adidas kiểu như vậy luôn nha mọi người. Đỏ còn một bộ 22kg. Một bộ 18-20kg. Cam cho Ngọc Dung. Ngọc Dung. Đỏ 22 cho bé Ri. Rồi đỏ 18-20 ai lấy không? Thì Trang. Ủa Ngọc Thu. Ngọc Thu. Pyjama còn nè. Bà nào lấy thì chốt nha. Cái mẫu này giá 35.000. 8 đến 15kg mặt dừa, pyjama tay ngắn quần dài. Nhìn cái bộ coi sang chảnh không? 35.000 thôi mấy bà. Vải lụa nha. Đó, 8 đến 15 16kg mặt được luôn. Cái này mà bé rồi rồi 17kg mặt được luôn á, cái size mà 15kg á mấy chị. Em thấy cái form nó bự á, bé nào mà rồi rồi 17kg bon chen được nha. Cho nên chị nào 16kg hút luôn. Còn em pyjama kèm size vô em. Cam thể thao. Cam thể thao hết rồi, có người lấy rồi. Pyjama cho bé Ri nè. Bến Tre, nói chung là tiền ship đồng giá 30.000 nha. Ở đâu ship 30 hết. Bé Ri 35.000 bộ mấy chị ơi. Ngọc Dung. Pyjama dạ đẹp lắm. Còn mấy bộ nè. Còn mấy bộ nè ai lấy không? Còn 4 bộ. Rồi cái này 11kg nha, còn có một bộ à, size ủa lộn 9kg, 9-10kg. 9-10kg mà vừa ai lấy chút mã vàng giùm em. Pyjama 7-8kg à. Có một
bộ dà tay tiểu thư nè, size 10kg à, 10-11kg ai lấy không? Pyjama hồi nãy em để đâu rồi ta? Nè đồ dà tay tiểu thư này ai lấy không? Còn bộ sale 29.000 thôi, cỡ 10-11kg thôi. Còn mấy mã tiểu thư nha mấy chị, tiểu thư còn có bộ à, pyjama đùi size lớn nè, pyjama đùi size lớn 29.000 luôn, sale cho mấy chị 29.000 luôn. Còn mấy mã đùi giùm em, đùi còn hai bộ màu hồng với màu vàng nha, 20kg mặt dừa, 20-22kg mặt dừa luôn. Dài tay cho BB nè, rồi pyjama đùi size 20-22kg còn hai bộ sale với chị 29 luôn. 3D à, 3D à. Ở đây xe nhỏ, xe 18kg được không? Pyjama 18kg, pyjama 18kg. Em còn pyjama áo tay ngắn quần dài á, Hiền Trang, mà em còn hàng 40.000. Rồi 3D 18kg nè, còn hai bộ nè. Pyjama tay ngắn quần dài em còn hàng 40.000 nha. Không biết để đâu rồi, chút em lấy cho xem. Rồi ai lấy 3D này không? 25.000. Rồi hoa cúc 25.000, size 20-23kg. Cúc đỏ, cúc đỏ 23kg, theo 25.000 luôn. Ba D 18kg Hiền Trang nè, còn bộ nữa ai lấy không? Xả hết cho rồi. Ba D còn bộ kìa, ai lấy không? Có 25.000. Rồi bộ bi nè, bi em còn size 12kg màu hồng ruốc, 12kg màu cam. Đầm set váy tối ngày mai vô nha chị, tối mai 7 giờ. 12kg hồng sen, còn 11-12kg, còn 3 màu nè mấy chị, hồng sen, cam, hồng ruốc. Khoảng 11-12kg là mặt dừa nha. Mười một mười hai kg mặt dừa, ai lấy chốt mã bi hồng sen cho bi bi nè. Rồi còn hồng, hồng ruốc với lại cam. Bộ vàng giải đẹp quá trời, không ai lấy mấy trời, 9-10kg mặt dừa. Bộ màu vàng giải đẹp quá trời luôn. Mười 18kg nè, ai lấy chút mã xanh. Xanh 16-18kg. Rồi đỏ 16-18kg luôn. Đỏ dây nè, 16-18kg. Vàng hả, có 9-10kg thôi Uyên ơi, Nhã Uyên Lê. 25kg vô trang lựa đồ 3D đi. Ở đây không biết còn 25kg không, quên.
đồ 3D hàng đẹp, em đang sale 10 bộ 350, mấy chị vô trang mấy chị lựa hình đi. Mấy chị lấy 5 bộ thì 185.000, còn lấy 10 bộ em tính mấy chị 350 luôn. Rồi bộ pyjama này size 18 kg mà vừa nè. Pyjama đùi 18 kg. Cái nào không nói giá thì cứ 25.000. À bộ 10.000 em còn bộ nè. Chị nào lấy chốt nha, xe nhỏ đó. Rồi cái này 25kg nè. Chị nào lấy chốt mã xanh lá giùm em. Sale 25 luôn. Xanh lá sale 25.000. Bi ma đùi cho Ngọc Dung. Pyjama đùi cộng bộ nè. 10k cho Di Dâu. Di Dâu mua hàng lựa nhiều nhiều giùm em nha. Bữa đó có bộ hay gì em xả mất tiêu rồi. Ủa xả chưa ta, không biết còn không. Xanh lá chốt cho Thùy Trang. Còn bộ pyjama nè mấy chị. Trúc Linh Nguyễn. Pyjama có hình trái cherry nữa nè. 18kg. Pyjama đùi á. Body màu hồng hả? Không biết bữa đó cái gì quên rồi, để em chốt em coi lại coi có còn đơn. Ngày mai vô lựa thêm đi rồi em chốt luôn. Rồi 13 đến 15 kg áo ba lỗ crop top. Cái này áo crop top nha mấy bà, coi giãn thoải mái, đừng thấy nó nhỏ vậy chứ. Mặc 13, 14 kg, 15 kg mặc được luôn á, coi giãn dữ lắm. Cái này phải mặc ôm mới đẹp nha. Nó tầm 13 đến 15 kg mặc được á. Ba lỗ cho bé Ri. Rồi thổ cẩm nè. Rồi chị nào lấy lên size nha, mã thổ cẩm giùm em. Mã thổ cẩm quần đùi. Thổ cẩm đỏ ba lỗ hết. Thổ cẩm có size là mọi người size nhỏ thôi, 12 kg. Giờ thấy còn 12 kg, 9 kg. Chín ký, 10 ký, 12 ký, 7 ký ống dừa. Quỳnh Dào. Quỳnh Dào 11 ký dừa nè. Có đơn ơi, mốt số điện thoại địa chỉ nha chị. 14 ký ống dừa Kiều Kiều ơi. Giờ em còn 12 ký, 9 ký, 10 ký. Chị nào lấy chốt nha. 12 kg, 9 kg, 10 kg. Ồ đẹp quá, thổ cẩm mà dễ thương lắm nha. Có cái nơ trước ngực. Thank you.
Cái này bộ lon nè mấy chị. Áo dây như thế này. Ai lấy chốt em mã lon kèm màu nha. Em mã dây đi, còn mấy mã dây nha, dây xanh, dây vàng, dây hồng, dây cam, dây tím. Lon. Lon kèm màu vô. Đó, đó, đó. Té nha. Ngọc Dung nè. Có 25.000 rẻ bèo luôn. Bé Ri. Màu xanh không vừa bé Ri ơi. Xanh 10kg. Xanh 11, 12kg mới vừa. Cái này 20kg không vừa Thùy Trang ơi. Rồi còn ai lấy không? Còn ai lấy không? Khoảng 18kg. Size 20kg em còn hai màu, màu hồng và màu đen. Size 16 đến 18kg em còn 3 màu. 16 đến 18kg còn 3 màu. Size 20kg còn 2 màu. Còn màu tím nữa nè. Màu tím 20kg luôn. Tím 20kg luôn. Đen 20 cho Ngọc Thu. Rồi còn hồng với tím 20kg. Ba màu này 18, 16 đến 18kg. Beo còn được một bộ nè. Beo còn được bộ 13-14kg. Bé rồi rồi chắc 15kg mặc được luôn. Tím 20, hồng 20 cho Ngọc Thu. Cho Kiều Kiều. À, không có đồ bé trai chị Phạm Vũ ơi. Đồ con gái không à.
Rồi xanh lá 15 kg. Xanh lá 15 kg. Vàng 15 kg. Hồng 18 kg. Xanh lá 15, vàng 15, hồng 18. $25.000 rẻ bèo luôn mọi người ơi. Xanh lá cho Ngọc Dung nè. Bèo hả? Hình như hết rồi. Ngọc Dung xanh lá. Rồi còn 18 kg. 18 kg hồng, 15 kg vàng. Ốc hoa cá mà một bao à. Có mấy cái set váy nè mọi người, tính để mai like. Có mấy cái set váy em xem mấy chị 29.000 thôi nè. Cái áo rớp vai như thế này kèm cái chân váy nè. Có quần sẵn trong luôn. Đẹp chưa? 15 kg màu trắng nè. 15-16 kg nè. 10 kg nè. 11 kg nè. Váy cho Kiều Kiều. Váy cho Duyên Lưu nè. Duyên Lưu mua nhiều nhiều giùm em nha. Giờ lâu lâu vô lựa một bộ, em mà xả hàng nữa là không bán nữa đó. Số 4 cỡ 10-11 kg. Nói chung là đầu nó không có giống nhau nha chị. Nhiều khi mẫu này mình mặc số 4, nhiều khi mẫu kia mình mặc có số 1, số 2 là đã 10-11 kg rồi. Hiểu không? Là không có xưởng nào nó may size giống nhau hết á. Thiếu còi. Thiếu còi 10 kg à. $15 còn một bộ chốt cho Ngọc Dung. Ủa Ngọc Dung nãy chốt rồi mà ta. Ngọc Dung ơi chốt rồi. Chốt rồi. Còn 2 cái nha. Cái mẫu thổ cẩm này nó giống cái mẫu beo nè. Cái mẫu thổ cẩm này giống cái bộ beo nè mấy chị. 15 kg nè, chị nào lấy không? Ai lấy chút mã thổ cẩm. Heo bé ba nè. Heo bé ba 10-11 kg nè. Heo bé ba 10-11 kg. Ai lấy chút mã heo. Ủa em lấy cho Ngọc Dung rồi, chị comment tuốt ở trên. Nhớ lấy rồi bà ơi. Chưa hả? Rồi chưa đó nha, vậy lấy nha. Vậy lấy nha. Ok. Ngọc Dung nè. Heo bé ba cho Quỳnh Như nè.
mẫu này 35 ngàn lận nha mọi người. Mẫu ngố nè, ngố 35 cho bé lớn cỡ 18-19 kg, bé rồi rồi 20 kg mà được. Màu hồng đậm với hồng cam, còn có hai màu thôi, hồng đậm và hồng cam. Ngố ai đấy chút mà ngố 35 ngàn. Áo lẻ còn nè, bà nào lấy không? Hàng xịn xốp luôn. Áo lẻ hàng xịn xốp nha, 35 ngàn luôn. Áo ba lỗ có màu hồng và màu đỏ, có size nha. Áo ba lỗ hồng và đỏ có size cho đến 18-20 kg. Ai lấy áo thì chốt áo. Rồi lụa, lụa đỏ 18 kg, lụa đỏ 18 kg. Lụa vàng 22-22 kg. Đánh ra ăn đi rồi đi vô luôn đi. Đánh ra ăn đi rồi vô phòng. Áo 8 kg cho Duyên luôn. Lấy màu nào? Màu hồng hay màu đỏ? Hồng hay đỏ à Duyên Lưu ơi. Áo vải xịn xốp luôn nha mọi người. Mà em bán mấy chị có 35 ngàn bằng giá đồ chợ rồi. Vải co dạng thoải mái luôn, bao đẹp. Áo ba lỗ. Đỏ. Áo nó có size, mọi người lấy cứ lên size. Rồi 12 kg 3D nè, 25 ngàn. 3D 12 kg. Không, không có đồ bé trai chị Hải My ơi. Rồi mã ngôi sao giùm em, ngôi sao kèm size vô. Không biết. Mẹ không biết. Mẹ đâu có lấy đâu. Ủa sao thấy phải xanh mai vậy? Thì đợi dưới không cành đi. Thì đó nữa. Thở ra thở. Ủa nãy điện thoại con mẹ bỏ đâu mất tiêu rồi. Mẹ có đưa ba không? Nó hỏi ba coi. Hỏi ba, ba có lấy không? Mẹ đâu có bỏ đây đâu. À đây nè. Ủa mọi người thấy em không? Mã ngôi sao có ai lấy không mấy chị? Mã ngôi sao hình như 8-15 kg á. Ngôi sao nha, có ai lấy ngôi sao không?
Dạ rồi đâu. Rồi nó đâu mất tiêu ta. Ngôi sao vậy đuổi đẹp mà không ai lấy mấy bà. Rồi mã cô gái 10 kg nha. Con tắt cái máy quạt đó. Xay cái máy quạt này qua cho mẹ. Xay máy quạt này qua. Rồi mã dây nè mấy chị. Ai thích áo dây thì lấy nè. Dây nha. Xếp đầm đồ kiểu ngày mai vô. Tối mai 7 giờ. Dây 8 đến 15 kg. Cái bộ này nó dính gì nè. Có chút xíu à, chị nào lấy em xem 19 ngàn nha. Có một bộ bị dính gì nè. Xem 19 ngàn. Bộ bị dính nó khoảng 13 đến 15 kg. Ngọc Dung. Di dâu 19. Mười ký màu xanh không vừa. 10 kg cho Thúy Hằng. Rồi còn ai lấy không? Cái này cỡ 15-16 kg nè. Chị nào lấy chốt giùm em mã hoa cúc nha. Hoa cúc màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. 16 kg. Hoa cúc 4 màu. Ai lấy chốt mã hoa cúc giùm em. Ngọc Dung lấy màu nào? Có 4 màu. Xanh, vàng, hồng, đỏ. Lấy màu nào comment màu giùm em nha. Rồi bộ 3D này size lớn 29 ngàn. Cái này em sale mấy chị 29 ngàn luôn. Có size khoảng từ 18 đến 22 kg. Mọi người comment số ký nha. 3D con mèo. Vàng cho Ngọc Dung nè. Ba d mèo 18 đến 22 kg. Giá 29 ngàn.
con chuột này xay mười tám mười chín ký nha, chuột xanh, mã chuột xanh. Rồi mã bi đỏ 9 ký, mã bi đỏ 9 ký. Bi cho viên lưu. Không vô phòng. Đuổi nè. Đuổi xanh 10 ký. Đuổi xanh 10 ký, 3D này có xay nè 8 đến 15 ký, 3D 8 đến 15 ký. B có bộ à, 3D ai lấy chút mà 3D 8 đến 15 ký, có một màu nha, có một màu một caro. Caro bữa bán rồi, còn sót được mấy bộ nè. Caro còn mấy bộ nè. Caro 8 đến 15 ký, 3D cho Ngọc Dung 15 ký, còn được có một bộ thôi, còn nhiêu xe nhỏ thôi, 12 ký đổ lại. Có 3D màu đỏ nữa nè. Dương Thảo. Ngọc Dung. Caro còn ai lấy không? Rồi nè, ai lấy chốt mã 1. Mã 1 có size cho đến 18 ký luôn. Mười tám ký còn hai bộ nè, hai bộ màu xanh. 11 12 ký, 11 ký còn màu tím. 9 ký màu vàng. Rồi à, bi hồng 18 ký, bi hồng 18 ký, cái này 16 17 ký nè, ai lấy chút mã nơ. Nơ còn được hai bộ,
16-17 kg mà anh ơi. Còn 2 bộ. Rồi 11 kg mà đuổi vàng. Vàng 11 kg. Không thấy comment ai á. Bộ bi. Bi nha, mã bi. Bi còn size 9 kg. 11 kg. Còn hai bộ 9 kg hay bộ 11 kg? Ai lấy chốt em mã bi. Còn được hai bộ 9 kg, hai bộ 11 kg. Mã bi có ai lấy không? Mấy bà đang xem like cho tôi xin chấm mấy bà. Hết thấy comment rồi. Bi ai lấy không? Cái này size lớn nè. Mẫu này cho bé lớn nha. Ở sau có cột nơi vậy? Quần váy nè. Mười tám ký. Mười tám ký màu vàng, 18 kg màu hồng. Trời, máu vô hả Diễm My? Váy nè mấy chị. Áo hở lưng như thế này. Có cột dây ở dưới nè. Cho bé 18 kg. 18 kg nha. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Màu sen. Chị nào bé lớn thì lấy. Còn bộ đuổi 9 kg nè. Bộ vàng 11 kg, xanh 9 kg. Hồng 10 kg. Ai lấy chốt giùm em mã đuổi. Còn 3 bộ. Không thấy comment luôn.
Rồi cái này 16 đến 18 kg a lá chốt mẹ mã chuột. Chuột hồng với chuột đỏ hai màu. 16 đến 18 kg. Có ai lấy gì nữa không? Không thấy comment rồi. Ở này có 7 kg rồi, bà nào bé nhỏ nhỏ lấy. Hồng đậm 7 kg. Vàng 8 kg. Có mấy cái set váy 35.000 nè, ai lấy không? Set váy có quần sẵn trong 35.000. 8 đến 15 kg. Ai lấy chốt mã xếp váy. Chân váy nè, cưng ghê, có quần trong nha. Áo như thế này 35.000. Bi đỏ gì này hả? 12 kg. Cái này 25 kg nè. Ai lấy chốt mã ngố nha, 35.000. Ngố xanh 25-26 kg, 35.000. Và tay 10 kg rồi. Hồi nãy hình như có hả ta? Có dài tay nè, 8 kg nè. Dài tay này ai lấy sale cho 29.000 thôi. Còn mấy mã mèo vàng 8 kg nè. Mèo vàng 8 kg. Mèo vàng 12 kg. Ngố cho Diễm My. Bima à, Bima tạm thời chưa có hàng. À Bima giờ tao quần dài còn được mấy bộ nè. Có mấy bộ khoảng 10 đến 12 kg. 10 11 rồi 12 kg mà được nè. Đây, còn 3 bộ, 4 bộ nè. Với lại một bộ 15 kg nè. Còn sót được bộ lớn 15 kg nè mấy chị. Bima ai lấy không? 35.000 bộ. Dài 15 kg cho Kiều nè. Kiều. 2 bộ dài cho Diễm My. Dài 15 kg em hết rồi. Còn 11 12 kg, còn 2 bộ nè, bộ đỏ với bộ hồng nè, ai lấy không?
Còn mấy bộ thun này em sale cho 29.000 thôi. 12 kg mèo vàng nè, 8 kg à. Mèo em còn 12 kg, 8 kg. Mười bốn ký có 25, 29 ngàn thôi mọi người ơi, 29 ngàn. Mười bốn ký, 12 ký và 8 ký, 29 ngàn bộ. Xả luôn. Mười bốn ký cho Nguyễn BB nè. Còn bộ 15, 16 ký nè. 15, 16 rồi 17 ký mà được luôn nè, bự lắm. 15 đến 17 ký, 12 ký và 8 ký. Rồi bộ đùi 25 ngàn, size 9-10 ký, đi ma đùi. Ừ, màu đẹp ghê luôn, màu xanh ngọc, 9-10 ký. Vàng còn có bộ à, bà lấy bộ đỡ đi, tôi còn màu khác nữa kìa. Lấy bộ đi, tôi lấy màu khác cho coi nè. Về tay Ngọc Dung, xe nhỏ không ai lấy à. Còn bộ 8 ký mèo nè. Rồi 12 ký cam, nó y vậy mà khác hình thôi. Cam 12 ký nè. Cam 15 ký nè. Sáu 17 ký gì cũng có nè. Ai lấy cam comment. Bà lấy cam không Diễm My? Cam cho Ái Hằng. Diễm My lấy cam không? Cam cho Nguyễn BB. Hai chín ngàn bộ thôi mọi người ơi. Diễm My lấy cam không Diễm My? Nhân Lê, Nhân Lê inbox số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn nha. Cam còn. Con bò, con bò xám em còn 13 ký, 12 ký chứ. Bò xám khoảng 12-13 ký mấy chị. Cái cam cho Diễm My nè.
con bò vàng. Bò vàng 10 11 kg. Bò vàng 11 rồi rồi 12 kg mà được luôn. Bò xám cho BB nè. Bò vàng 15 kg không vừa. Số điện thoại địa chỉ mình vào nhắn tin giùm em trong tin nhắn nha. Nguyễn BB. Bò vàng đi ngăn lê. Cam em còn nhiều lắm, chị nào lấy thì chốt nha. Màu cam còn say. Hình như 10 11 kg gì cũng có đó. Rồi 89 kg pyjama hình con mèo nè. Quần đùi nha, 25.000. 89 kg mèo. Cam 16 cho Ngọc Dung. Bò vàng còn được mấy bộ nè. Con mèo nữa nè. Mèo vàng khoảng 11-12 kg. Cam cho Ngọc Dung. Cam em còn xe nhỏ quá trời luôn nè. Cam còn xe nhỏ quá trời luôn nè mấy chị, ai lấy chốt nha. Bò vàng nè. Cam có xây 8-9 kg gì rồi. Rồi cam cho Thanh Thúy nè. Em 7 kg à, hình như biết còn để kiếm nè. Bò vàng nha, ai lấy thì comment. 8-9 kg, 11 kg, 12 kg, 12-13 kg, 12-13 kg, 8-9 kg, 10-11 kg. Bò vàng 8-9 kg, 10-11 kg, 12-13 kg. Có 29.000 bộ rồi, dễ thương nha mọi người ơi, dễ thương quá trời. 13 kg cho BB. Rồi rồi giờ tay hết. Ý còn sót được một bộ pyjama và tay. Size 10-11 kg. 35.000. Pyjama và tay là ai lấy không? Rồi
Cái này đồ bộ quần đùi tiếp tục 25.000 nha mọi người. Rồi 15kg nha. Bộ đuổi 15kg nè. Đuổi 15kg có hồng nhạt, hồng đậm với xanh. 15kg mặt dừa, ai lấy chốt mã đuổi. Dài diễm mi hồng nhà cho Ngọc Dung. Rồi mã này comment em mã 1 đi. Mã 1 9kg màu đỏ, 12kg xanh, 15kg xanh, 8kg xanh. Hồng đuổi cho Nhân Lê nè. Ngọc Dung gửi địa chỉ cũ rồi, ok. Tối mai lai đồ kiểu có vô, có lấy gì vô lấy. Nhân Lê 15kg xanh. Em sale cho mấy chị 29.000 thôi. Lớn lắm, size có 27kg luôn á. Bự chưa? Khoảng từ 25 đến 27kg nha mọi người. Chị nào lấy thì lên màu. Nè, màu hồng nữa nè. Hồng nhạt, hồng đậm. Màu cam. Rồi có nhiều đó, màu ba màu à. Bé rồi rồi, 28kg mặc được luôn á. Bự lắm, mua để dành mặt. Dễ thương vô cùng luôn. Thúy Hằng hai bộ hồng nhạt với hồng đậm cho Nguyễn Baby. Nhân Lê
Còn có bộ Diễm My ơi. Diễm My ơi, còn có bộ mà bộ 25 kg à. À cái này 26 kg mà được luôn, 25, 26 rồi rồi 27 kg luôn. Còn bộ lấy bộ đỡ nha. Còn có bộ cuối cùng. Để em kiếm thôi, còn sót không? Rồi về tay xe lớn nè mấy chị, 35.000 luôn, ai lấy chốt nha. 20 đến 22 kg. Còn 2 bộ về tay, còn 2 bộ nè. Chị nào lấy chốt nha. Về tay quần dài cho bé cỡ 20-22 kg. 2 bộ 35.000. Rồi bộ con vịt size 20 kg. Vịt nãy em bán 25 hay 29 quên rồi. Quên giá rồi. Con vịt 29 đúng rồi. Vịt 29. Rồi giờ biết là cái gì luôn. Mấy bộ ngố 35.000 em còn nè. Bà nào mua ngố không? Này quần ngố hay quần dài ta, hay chín tấc gì á mấy chị. Vàng 20-22 kg, xanh lá 18 kg, xanh lá 22 kg, xanh dương 19 kg. Hồng 20 đến 22 kg. 35.000 bộ. Bà nào lấy thì comment. Thôi tắt like ạ.